Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Công an nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam. Khi còn mổ ma của Liên Xô, người dân nước này có cách phản kháng chế độ Xô Viết tàn ác bằng những bộ truyện Tiếu Lâm. Một trong những bộ truyện được bình chọn nằm trong nhóm top 10 truyện Tiếu Lâm hay nhất của Liên Xô kể lại như sau. Một cụ già đang nằm hấp hối trong căn lều thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Cụ cất giọng yếu ớt và hỏi, ai đấy? Ta là thần chết đến đói nhà ngươi đây. Cụ già thở phào, thế mà tôi cứ tưởng là KGB. Rồi cụ chút hơi thở cuối cùng. KGB còn đáng sợ hơn cả thần chết là như vậy. Nói một cách vắn tắt, KGB là cơ quan công an mật vụ của Liên Xô, sinh ra để đảm bảo an ninh xã hội, nhưng nhiệm vụ chủ yếu thực tế của nó là theo dõi, đàn áp người dân Liên Xô. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin, vốn là một cựu sĩ quan KGB. Putin dường như đã thiết lập lại được một hệ thống quyền lực khiến ông ta có thể nắm giữ quyền Tổng thống suốt đời, một dạng độc tài tinh vi dưới vỏ bọc dân chủ. Nay ở Việt Nam có dấu hiệu một siêu bộ mà hành vi của nó không thể không khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện Tiếu Lâm nói trên. Đó chính là Bộ Công an, nơi ông Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm đứng đầu, người đã từng sang Berlin để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cùng ông Đường Minh Hưng và các cộng sự. Tên của bộ này được dịch sang tiếng Anh là Ministry of Public Security, còn lực lượng công an và cảnh sát thường được dịch chung là Police. Mặc dù từ Police đã đủ gây phản cảm, người ta thường dị nghị với các nhà nước cảnh sát, nếu chỉ nhìn vào bề mặt của từ Police, không ai ở ngoài có thể mường tượng được sự kinh hoàng mà từ công an này có thể hiện trong tâm trí người dân Việt Nam từ trước đến nay. Theo tôi, hai từ công an nên được giữ nguyên hình thái tiếng Việt khi viết bằng ngoại ngữ và kèm theo chú giải để người ngoài hiểu được nỗi kinh hoàng mà lực lượng này gây ra, và viết tắt là CA như KGB thì nó gây ra nỗi kinh hoàng không kém gì KGB của Liên Xô trước đây. Ngoài những việc thông thường mà lực lượng công an ăn lương của nhân dân để thực hiện như lực lượng cảnh sát ở các nước khác, công an Việt Nam gần gũi với KGB của Liên Xô nhiều hơn. Do vậy, tên giao dịch quốc tế của Bộ Công an phải là Ministry of Công an. Công an đồng nghĩa với đàn áp, bắt bớ của những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền tại Ba Đình. Họ đã dám lên tiếng phản kháng Trung Quốc xâm lược thay vì bảo vệ dân lành, chống lại tội phạm, nhưng Đảng lại cho lực lượng công an bắt họ cho vào tù. Đây là hình ảnh an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc thường phục đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc, đánh đập cả phụ nữ và trẻ em. Công an Việt Nam đồng nghĩa với bọn bảo kê đánh bạc và bảo kê cho những người buôn bán ma túy. Không một động mại dâm nào có thể tồn tại được quá một ngày mà không có công an bảo kê. Không có một bãi trông xe ở Hà Nội cùng toàn đầu trâu mặt ngựa cai quản mà không có công an bảo kê. Cựu tướng công an Nguyễn Đức Trung, còn gọi là Trung Con, cho biết 80% quán bia hơi, tức là chiếm vỉa hè ở Hà Nội, có công an chống lưng. Công an đồng nghĩa với lực lượng khủng bố, đã lùa 3.000 lính có vũ trang đến tận răng, đang đêm đã tấn công vào làng Đồng Tâm để giết chết người nông dân 84 tuổi chỉ vì cụ cương quyết bảo vệ lẽ phải, và rồi vu cho cụ người dân vô tội tội giết người. Đây cũng là một đảng viên lão thành cách mạng, vì đã quá tin đảng mà phải chết. Công an đồng nghĩa với hành động tùy tiện phá cửa vào nhà dân như phường Thảo Khấu, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi, chỉ để ngoáy mũi họ. Việc đơn giản như vậy mà chúng dám làm thì những việc lớn hơn, chúng tha gì không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để giết dân lành. Chỉ người dân sống trong đất nước Việt Nam mới có thể cảm nhận được nỗi ám ảnh, kinh hoàng khi nghĩ đến cụm từ công an. Có lẽ công an ngày càng có thể lộng hành trong xã hội chống lại nhân dân, nên thanh niên đã đổ xô vào các trường công an, vừa không phải đóng học phí, không mất tiền mua quần áo vân vân, vừa tìm chỗ dễ kiếm tiền, vừa tìm chỗ an toàn cho bản thân và gia đình khi ra trường. Đây là hình ảnh vụ phá cửa nhà và bẻ khóa tay cưỡng bức một người phụ nữ đi xét nghiệm Covid ở Bình Dương, dưới sự chỉ đạo của bí thư phường cùng với công an và dân phòng trực tiếp ra tay đàn áp. Việc thí sinh chọn thi và lực lượng an ninh nếu ở các nước khác chẳng có gì đáng phải bàn. Thí sinh cho rằng mình sẽ đóng góp cho an ninh và xã hội.
Song ở Việt Nam, sự việc lại khác về bản chất. Ta hãy xem qua một số con số thống kê để biết. Chắc mọi người vẫn chưa quên trường hợp một thí sinh ở Quảng Bình khước từ lời mời của Đại học Y Huế để nhất quyết theo học trường công an. Ta thấy gì qua nguyện vọng rất khủng khoảng như vậy? Hãy nghe các cử nhân tương lai giải bày. Làng tôi có đứa học sinh cũng có nguyện vọng rất khủng khoảng như thế. Năm ngoái, với điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học cao ngất ngưỡng 29,5/30, bất chấp mọi lời khuyên can của cha mẹ và thầy cô, khuyên nó chọn ngành khoa học, nó nặng nặc chỉ đăng ký vào ngành công an. Cùng ba đứa khác cũng có kết quả thi cao. Ba trong năm đứa đã được thỏa mãn ước mơ thành hùng thần. Và sau đây là lời nó giải thích với cha mẹ nó như sau. Vào ngành khoa học sau khi tốt nghiệp, lấy tiền đâu để chạy việc, bố không thấy cái Lan hàng xóm mất hơn 500 triệu chỉ để có một chân dạy cấp 1 đó sao? Bây giờ nó phải dạy thêm tối mặt tối mũi, chưa biết đến bao giờ mới hoàn vốn. Nếu học y chang như chị Giang, chạy vào bệnh viện công mất gần tỷ đồng. Còn bố có giỏi mấy mà không có tiền chạy việc thì cũng chỉ làm đến chức, tức là lái xe máy Grab mà thôi. Bố có tiền cho con không? Bố lại quên là năm ngoái bố ốm phải vào bệnh viện, không có bảo hiểm nên phải về vì không có đủ tiền để trả viện phí. Đây là hình ảnh trong đồn công an, một người dân là nhân chứng đang bị viên trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, đánh và đập thẳng lên mặt. Con đã tính rồi, khi con là công an, bố mẹ sẽ được bảo hiểm y tế 100% suốt đời. Bố chẳng từng khen anh hùng, con chú Lãm là sĩ quan công an, là ở thế trị người chứ không phải để người trị, tức là mình có thể bắt người mà người ta không dám bắt mình. Chỉ cần thấy bộ quân phục công an là mọi người sợ vãi đái ra rồi, đứa nào dám bắt nạt nhà mình. Đó không phải là tính toán riêng của thằng nhóc như làng nhà tôi, mà của khá nhiều thanh niên Việt Nam ngày nay, trong đó có cháu gái Quảng Bình kia. Chẳng lẽ mơ ước của thanh niên Việt Nam chỉ đến thế thôi hay sao? Một xã hội mà trong đó ước mơ của tuổi trẻ mà lại ở những đứa đỗ điểm cao là thành công an chứ không phải thành kỹ sư, giáo viên, bác sĩ hay công nhân, vân vân, là một xã hội mặt vận. Hồi đầu năm ngoái, vụ tập kích của 3.000 lính đặc nhiệm Bộ Công an vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội đã giết chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi và khiến 3 sĩ quan công an thiệt mạng, gây chấn động xã hội trong và ngoài nước. Truyền hình nhà nước cũng phổ biến đoạn phim vào giữa trời đêm cảnh sát cơ động xả súng dữ dội vào một ngôi nhà bình dân trên đường Đồng Tâm, như thể tấn công vào một hang ổ mafia. Một ngày sau, công an trả lại xác của người thủ lĩnh tinh thần cuộc đấu tranh giữ đất ở Đồng Tâm, đó là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, với nhiều vết đạn vào đầu, vào ngực, còn thi thể thì bị mổ phanh ngực rất dã man. Đây là hình ảnh nhóm đặc nhiệm của Bộ Công an tấn công vào làng Đồng Tâm giữa lúc đêm, giết chết cụ Lê Đình Kình ngay trên giường ngủ. Hàng chục người dân đã bị bắt giữ, bị khởi tố về tội chống lại người thi hành công vụ, chống lại một quyết định giải tỏa đất của chính quyền. Sau cuộc tập kích trong đêm, Đồng Tâm tiếp tục bị phong tỏa. Ba viên sĩ quan công an thiệt mạng sau khi bị rớt xuống giếng trời trong nhà dân, ngay lập tức được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng truy tặng huân chương. Lực lượng công an phát động phong trào học tập gương hy sinh của ba chiến sĩ này. Và tâm sự của tiến sĩ kinh tế học Nguyễn Ngọc Chu có lẽ nói thay cho rất nhiều người rằng mấy lần ngồi xuống để viết về Đồng Tâm mà không thể, nghẹn ngào trào lên, đau xót. Phải để lắng đi một tuần mới lấy lại được chút tĩnh tâm. Tranh chấp 59 hectare đất đồng xanh ở Đồng Tâm là tranh chấp kinh tế dân sự, nhưng nó lại được giải quyết bằng súng đạn. Vào đầu thế kỷ 21 rồi mà một tranh chấp kinh tế dân sự lại phải mở một cuộc hành quân cả ngàn cảnh sát cơ động với vũ khí làm phương tiện giải quyết, dẫn đến 4 người thiệt mạng thì thật là đau xót. Trong khi cuộc tấn công, 22 quả tên lửa của Iran không làm cho một lính Mỹ nào bị thiệt mạng cả. Nghĩ đến cái chết của 4 người dân thôn Hoành trong đêm mùng 4 tháng 1 năm 2020 mà nước mắt trào ra, lẽ ra họ đã không phải chết. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù đã bộc lộ cảm xúc như vậy. Và đây là 4 người đã chết tại thôn Hoành khi đó. Ngọn lửa Lê Đình Kình cũng đang sáng chói, và cái chết của cụ đã vạch trần sự dã man tàn bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cái chết của cụ cũng không vô ích. Cụ chết đi để lại cho nhiều đám vượt qua nỗi sợ hãi để sống cho ra người.
nghệ sĩ Kim Chi cũng đưa ra nhận định về sự kiện tàn ác đến tột cùng của Bộ Công an Việt Nam và làng Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Và vụ việc này sẽ được mãi mãi ghi trong lịch sử của Việt Nam về sự tàn bạo và dã man của Công an Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 với bản tin Công an, nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.